Rồi, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay cho các bạn chiêm ngưỡng một cái gốc xanh, một cây xanh to thuộc giáng đa đó các bạn, trước mặt các bạn nhìn thấy. Rồi mình đến gần chi tiết cho các bạn xem từ phần gốc, phần thân và trên tay cành. Cái gốc xanh này rất là lớn, mình phải đứng rất là xa mới thấy trọn vẹn đó các bạn. Một cái gốc cũng phải là mấy người dân ở các bạn. Rất là to, đã trồng nơi đây rất là lâu. Này giống như cổ thụ luôn các bạn. Thì các bạn nhìn ngắm đây là phần gốc. Phải nói mà nếu nhìn phần gốc các bạn không hình dung ra được một cái cây xanh, bởi vì nó quá to luôn các bạn. Phải nói là cái đường kính của nó là phải mấy người dừng, rất là to. Và cũng đang cắt bớt những cái tay cành, chỉnh sửa lại cho nó đẹp. Một cái giáng đa rất là lớn, cây xanh phải nói là khổng lồ. Tay cành các bạn nhìn thấy rất là bự. Cũng đang chỉnh sửa đó các bạn. Cây này chiều cao chắc cũng phải tầm khoảng 4 mét. Nhưng mà riêng về phần thân, quá to luôn các bạn. Rồi mình chi tiết dòng cây gốc cây xanh này cho các bạn xem. Các bạn hình dung ra phải nói là rất là cổ thụ. Khó khi nào bắt gặp được một cái gốc xanh mà lớn như vậy các bạn. Rất là lớn. Cây này độ già thì khỏi phải nói rồi các bạn. Phải nói là rất khổng lồ cho một cái cây xanh thuộc về cây xanh cổ luôn các bạn. Các bạn thấy cái phần gốc mình phải đứng rất xa mới thấy được. Người ta cũng có chỉnh sửa cắt bớt tay cành cho nó gọn đó các bạn, chứ nó quá xum xê. Cắt cho nó đơn giản thôi nhưng mà nó rất đẹp. Cây này vừa phong cảnh mà vừa có một cái tàn bóng mát lớn luôn các bạn. Nó lên trên các bạn nhìn thấy tay cành rất là lớn, xum xê, một cái tán rất là rộng. Có thể che mát cả một vùng luôn á các bạn. Các bạn nhìn thấy một cái gốc xanh phải nói là hiếm hiếm khi bắt gặp, phải nói là khổng lồ. Riêng phần thân cũng khá độc đáo đó các bạn, nó rất là cầu kỳ, những cái tì vết nó tạo nên những cái nét đẹp của phần thân. Các bạn nhìn thấy phần trên quá khủng, phải nói là quá khủng luôn các bạn. Người ta phải tỉa bớt cái tay cành bớt, chứ nó rất là dày. Một cái tán rất là lớn đó các bạn. Cái xanh này quá cổ. Phải nói là quá cổ luôn các bạn. Đứng thật là xa mới thấy hết được cái xanh cổ thụ này các bạn. Rất là xa mới thấy hết. Rồi, mình đứng tới tầm đây mà chỉ thấy có cái phần gốc thôi các bạn, không lên phần trên được. Vì phải đứng thiệt là xa mới thấy hết. Và các bạn thấy cái tán lá rất là rộng, che mát cả một vùng đó các bạn. Ngồi phía dưới này mà uống cà phê thưởng thức và nhìn ngắm một cái xanh này rất là thú vị.
Rồi để mình tiếp tục cho các bạn xem thêm mấy cái tác phẩm nhỏ hơn. Đây là một cái gốc mai, mai xuân. Gốc mai xuân này nó mini đó các bạn. Các bạn nhìn thấy cái phần gốc. Gốc rất là lớn. Nó tạo nên một cái cục gù cho cái phần thân nữa các bạn. Cái mai xuân này rất là đẹp các bạn ơi. Rất có giá trị rồi các bạn. Chuyên về phần gốc rồi các bạn thấy là thích liền. Phần trên cũng đang nuôi dưỡng tay cành cho nó đẹp. Rất là đẹp cho một cái gốc mai mini rồi các bạn. Các bạn thấy cái gốc của nó và cái thân của nó đó các bạn. Phải nó rất là to. Mình để cái tay vô các bạn nhìn thấy, để cái tay vô. To hơn cái tay mình đó các bạn. Rất là lớn. Mà nhỏ gọn thôi các bạn. Rất là nhỏ gọn. Rồi tiếp tục cho các bạn xem là một cái gốc bồ đề. Gốc bồ đề thì các bạn cũng biết rồi. Cái phần rễ của nó cũng khá là cầu kỳ. Nhưng mà để có một cái gốc bồ đề mà làm bonsai thì rất là khó. Phải mất rất nhiều thời gian đó các bạn. Mình ép nó lại nhỏ để làm một cái cây kiểng bonsai mình chơi đó. Rất là mất thời gian đó các bạn. Cái gốc này cũng rất là đẹp. Cái phần gốc rễ đó nó rất là tròn. Tròn đều rồi các bạn. Tay cành cũng đang nuôi dưỡng đó các bạn. Cho các bạn nhìn ngắm thêm một cái tác phẩm rất lạ, rất độc lạ của gốc lộc vừng nằm trên một cái chiếc chậu, rất là hay luôn các bạn. Cho một cái phần thân nó đổ xuống, đổ thẳng xuống, nói chung là đổ cắm đầu xuống luôn các bạn. Đây là trên phần gốc nè, phơi chổng lên và riêng phần thân đang đổ xuống đó các bạn. Tay cành cũng đang nuôi dưỡng. Nó đổ xuống tuốt ở dưới này luôn các bạn. Chiếc chậu này rất là cao các bạn. Chiếc chậu này gần cả mét đó các bạn. Mà cho cái cây lộc vừng này nó đổ xuống, tạo lên một cái dáng độc lạ. Rất là độc lạ luôn các bạn. Đây mình chi tiết cái phần đổ xuống cho các bạn xem. Phía bên đây mình thấy rõ hơn. Đó. Xuống này tay cành đang nuôi dưỡng đó các bạn. Quá đẹp. Cái này mình cho cái tác phẩm này lên trên một cái gục đôn nữa các bạn. Nó cao lên. Đứng tầm dưới cái người của mình đang nhìn nè các bạn. Rất là hay. Bây giờ người ta đang nuôi dưỡng nên là để hơi thấp. Để hơi thấp đó các bạn. Khá là đẹp luôn các bạn. Rồi để tiếp tục tác phẩm nữa cho các bạn xem. Đây một cái cây xanh. Cây xanh này là ôm một cái chậu, hầu như giống như một cái lu. Các bạn nhìn thấy cái phần rễ. Chậu rất là nhỏ, cũng tầm trung thôi các bạn. Nhưng mà cây xanh rất là già. Cái từ cái phần chậu đi lên tầm khoảng 80 phân lên trên tới phần thân này các bạn. Cây cũng rất là già đó các bạn. Đó, rất là đẹp. Tay cành này cũng khá là đều. Nhưng mà riêng về phần rễ đó các bạn nhìn thấy nó ôm. Ôm vô rất là chặt. Nó rất là đẹp luôn các bạn. Những cái cọng rễ nó đổ xuống theo cái phần tay cành. Khá là đẹp. Rất là tuyệt vời.
để mình xa xa cho các bạn nhìn ngắm. Rồi tiếp theo là một cái gốc cừa. Gốc cừa có một cái thân hình và cái bộ rễ rất là kỳ quái luôn các bạn. Các bạn nhìn thấy cái bộ rễ, cái thân hình của nó ngoằn ngoèo rất là kỳ quái, do nghệ nhân người ta tạo ra đó các bạn. Ta uốn ép lại cái thân nó ngoằn ngoèo. Cây này rất là thuộc rồi các bạn. Tay cành đều đặn rất là thuộc. Các bạn có thể nhìn tay cành rất là đều. Rất là đẹp rồi. Xuyên phần gốc. Quá đẹp. Cái gốc cừa rất là đẹp luôn các bạn. Rồi tiếp theo là một cái gốc me đó các bạn. Ok, gốc me này có một cái bộ rễ khá là lạ luôn các bạn. Và cái phần thân nó dặn dẹo lại, các bạn thấy nhìn thấy rất là đẹp. Tay cành rất là thuộc. Cái dáng bay của một cái tác phẩm gốc me, các bạn thấy nó bay dòng lượn ngang qua rất là đẹp luôn các bạn, khá là hoàn hảo cho một cái tác phẩm gốc me này các bạn. Này mình qua bên đây cho các bạn thấy cái phần thân nó uốn lượn. Gốc me này khá là già luôn các bạn. Nó lượn vòng qua rất là khéo. Phải nói là rất kỳ công đó các bạn. Trên một chiếc chậu tròn giống như một cái lu rất là đẹp. À, tay cành lá cũng chưa được cắt gọn lắm các bạn. Cũng đang nuôi dưỡng đó. Chắc có lẽ là mùa xuân người ta mới cắt gọn lại cho nó đẹp. Rồi tiếp tục một gốc xanh. Các bạn thấy gốc xanh cái bộ rễ rất là thích. Nó cũng tầm trung thôi các bạn. Mình xa xa cho các bạn nhìn thấy. Nói là rất là kỳ công các bạn ơi. Những cái rễ nó bám dưới đá san hô rất là chặt và rễ đổ rất là nhiều. Đây là phần gốc đó các bạn, nó trải dài rồi nó đổ xuống. Các bạn nhìn thấy những cái gọng rễ nó đi xuống rất là hay. Phải nói là tuyệt vời các bạn. Rễ đổ rất là nhiều. Tay cành rất là đều đặn. Rồi, em chi tiết cho các bạn xem toàn cảnh. Ồ, một gốc xanh rất là đẹp. Rồi video thì đến đây mình cũng tạm dừng. Hẹn các bạn video tiếp theo. Các bạn xem thì nhớ đăng ký, like, chia sẻ, ủng hộ. Hẹn các bạn nhiều video thú vị hơn. Và cũng là cây cảnh và nghệ thuật. Đấy, cái một cái đam mê cây cảnh đó các bạn. Rồi một lần nữa chào các bạn.